và chị Thanh rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Hương, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Như quý vị đã biết, súp là món ở trong nhóm khai vị của hầu hết các thực đơn. Trong các chương trình trước, chúng ta đã giới thiệu món súp cua nấm tuyết và gần đây là món súp thập cẩm. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho quý vị một cái món súp mới có một cái tên rất hoa mỹ và sang trọng. Tên rất hoa mỹ và sang trọng hả chị Thanh? Đúng rồi em. Em hồi hộp muốn biết quá. Món gì vậy chị? Đó là món súp trân châu. Đây là một món ăn lạ miệng và dễ làm để thực hiện cho 40 người ăn. Các bạn cần chuẩn bị 200g thịt ức gà, 100g xương heo, một ít ngò rí, một ít cà rốt, 100g nấm kim châm, một trái ớt sừng, 5 muỗng canh bột năng, 2 trứng gà ta, 30g bột bán. Gia vị chúng ta dùng tiêu, dầu mè, nước tương lisa và không thể thiếu hạt nêm aji ngon. Đầu tiên thì mình làm cái gì? Bây giờ chúng ta thực hiện nhé. Đầu tiên là chúng ta dùng nước lạnh và chúng ta cho xương vào hầm để lấy 1.5 lít nước dùng. Cùng một lúc này chúng ta cho gà vào luộc luôn. Như vậy là nước dùng của chúng ta sẽ quyện hai vị ngọt của thịt gà và xương. Quý vị khán giả hãy lưu ý điều này. Chúng ta sẽ luộc xương và thịt gà cùng một lúc trong nước lạnh. Như vậy nước dùng sẽ ngọt và có màu vàng thật đẹp mắt. Cà rốt em thái nhỏ. Chúng ta thái mỏng xong chúng ta thái sợi rồi chúng ta lại thái nhỏ lại. Mình luộc thịt gà với xương thì mình có cần để nắp không chị Thanh? Không, bao giờ nước hầm em cũng phải để mở nắp cho nước dùng được trong ha. Thái sợi sau đó em lại thái nhỏ lại. Nấm kim châm các bạn mua về rửa sạch, chúng ta bỏ về chân nấm đi và chúng ta cắt nhỏ 1cm. Đó, như vậy là phần nấm chúng ta chuẩn bị xong rồi đó em. Tiếp theo, ngò rí chúng ta thái nhỏ. Ớt sừng chúng ta thái lát. Chị Thanh ơi, em thấy là cái nồi nước dùng của mình có nhiều bọt lắm á. Rồi. Em sẽ giúp chị bớt bọt ra nha. Đúng rồi, giúp em chị đi em. Mà chị Thanh ơi, cho em hỏi là mình nấu thịt gà với lại xương heo á, trong bao lâu thì nó sẽ ra hết chất ngọt của thịt gà với xương heo hả chị? Thịt gà thì chúng ta chỉ nấu khoảng 15 đến 20 phút thôi, nhưng mà xương thì chúng ta phải hầm từ nửa tiếng cho đến một tiếng thì xương mới ra hết được nước ngọt. Thịt gà khi đã chín, chúng ta vớt ra và chúng ta ngâm ngay vào một tô nước lạnh. Chúng ta bắt đầu xé thịt gà. Để tôi chia sẻ với quý vị một bí quyết xé thịt gà nhanh và đều tay. Đó là, Hương biết sao không? Dạ, chúng ta dùng một cái dao bạn lớn như thế này, đập nhẹ lên miếng thịt gà như thế này. Đó, như vậy là những cái sợi gà nó sẽ tơi ra. Và chúng ta làm cái việc xé nó sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Dạ, đó, em sẽ ghi nhớ điều này. Và Ngọc Hương nghĩ là đây là cũng là một bí quyết nho nhỏ. Quý vị khán giả hãy lưu ý, để xé thịt gà cho dễ, chúng ta sẽ dùng một con dao có bảng lớn, đập nhẹ lên miếng thịt gà. Như vậy những xớ thịt gà sẽ tơi ra. Và như vậy công việc xé của chúng ta sẽ trở nên rất đơn giản, phải không thưa quý vị? Rồi, em xé giùm chị cái này nha. Dạ. Các bạn nhớ, sau khi chúng ta luộc, nấu xương cho thật kỹ rồi thì các bạn phải lọc lại nước dùng để cho nước món súp của chúng ta nước được trong và không có bị cặn. Bột bán các bạn mua về, các bạn rửa sạch, ngâm qua nước lạnh. Sau đó các bạn nấu cho nở, rồi chúng ta vớt ra, chúng ta lại ngâm vào nước lạnh để cho bột bán không bị dính. Đây là bột bán mà tôi đã nấu xong và ngâm vào nước lạnh rồi. Chúng ta vớt ra và chúng ta cho vào nồi nước dùng luôn. Nước dùng của chúng ta đã xong rồi. Dạ. Bột năng các bạn cho nước vào và chúng ta đánh tan lên. 2 trứng gà chúng ta đánh tan. Em nghĩ xong cái giai đoạn này thì mình cũng tới cái giai đoạn nấu súp rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, chúng ta cho cà rốt vào. Cà rốt lâu chín nên mình cho vô trước đúng không chị? Đúng vậy em. Và sau đó chúng ta cho tiếp phần nấm kim châm vào. Chúng ta đợi cho súp sôi lại. Trong khi đó chúng ta nêm vào đây 2 muỗng aji ngon. Bây giờ chúng ta cho tiếp phần gà vào hả em? Khi súp của chúng ta sôi và chín rồi thì chúng ta cho tiếp bột năng vào. Rồi cứ vừa cho vừa khuấy như vậy em. Tiếp theo chúng ta cho trứng, chúng ta cũng khuấy cho đều và nhỏ nhẹ tay để cho tạo độ mà sợi vàng cho đẹp. Và em thấy trứng có sợi vàng đẹp rồi kìa chị Thanh. Rồi. Vậy là xong đúng không chị Thanh? Rồi. Và các bạn nhớ đừng quên một muỗng dầu mè cuối cùng cho món súp của chúng ta được thơm.
xong hết rồi chị Thanh ơi. Bây giờ thì đúng chỉ rồi. Có múc ra tô và trang trí nữa thôi. Đúng vậy em. Em rắc lên đây một ít ngò mà chúng ta thái nhuyễn nha. Và một ít tiêu trắng. Món súp này khi ăn các bạn dùng chung với nước tương Lisa và một vài lát ớt. Rồi em thử đi ha, để xem thử món súp của chị nấu ra sao nha. Dạ. Thơm quá chị Thanh ơi. Wow. Rất là ngon. Quý vị khán giả biết không, món súp trân châu này có một vị ngọt rất lậm đà. Và Ngọc Hương ăn những cái hạt trân châu thì thấy dai dai giòn giòn, ăn rất là lạ miệng đó. Vị ngọt tự nhiên này là do sự kết hợp của hạt nêm Aji ngon được làm từ xương hầm, làm cho cái món súp của chúng ta thêm đậm đà. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả hãy vào bếp và trổ tài thực hiện món này nhé. Chúc quý vị sẽ ngon miệng và thành công. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình Món Ngon mỗi ngày sẽ hấp dẫn và phong phú hơn. Quý vị có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-383-4455 hoặc gửi thư về cho chương trình theo hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Còn bây giờ Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt quý vị.